Tôi sẽ đăng ký gói cước cho các bạn đến với sim khuyến mại .net nha. Chúng ta hôm nay sẽ đăng ký gói cước của Viettel, gói đăng ký gói 30.000 một tháng, thì có gọi nội mạng dưới 10 phút đầu miễn phí nha, trên cuộc gọi nha. Tối đa một tháng thì được 500 phút trong 30 ngày. Rồi cú pháp thì như sau. Thì đây, cú pháp như thế này. Tôi sẽ sao chép lại, dán lại này. Không, gửi 9123 nha. MB30X. Số điện thoại của bên đại lý Viettel. Gửi 9123 nha. Tôi sẽ gửi này, tôi đăng ký gói cước này. Gửi. Rồi ok. Chờ tổng đài nó sẽ nhắn tin về cho quý khách là báo thành công. Quý khách đã đăng ký gói X30 lần thứ hai. Để xác nhận nhấn soạn tin y. Gửi 109 nha. Gọi y 109. Tôi sẽ làm theo quý khách 109. Rồi. Y chi mai. Rồi ok. Đấy. Là đồng ý, bạn có đồng ý hay không á? Tôi xác nhận là có. Quý khách đã đăng ký thành công gói MB30X phí 30.000 trên 30 ngày nhé. Miễn phí 10 phút cuộc gọi trên đầu tiên. Tối đa trong một tháng thì được 500 phút nha. Thời gian sử dụng trong 30 ngày nhé. Rồi. Nhấn sao một. Rồi.